miệng con sẽ loan truyền ơn Chúa cứu độ. Miệng con sẽ loan truyền ơn Chúa cứu độ. Con nao thân bên Ngài, lạy Chúa đừng để con thất vọng khi nào. Vì Ngài công minh, xin cứu vớn và giải thoát con, xin lắng nghe và tế độ con. Miệng con sẽ loan truyền ơn Chúa cứu độ. Thánh vịnh 70 mà chúng ta vừa nghe đoạn dạo đầu là một trong những thánh vịnh than vãn hay khẩn nguyện. Để có thể hiểu được những thánh vịnh này, chúng ta phải bước vào những tâm hồn phát xuất ra những lời khẩn cầu ai oán. Những người làm nên những bài ca này là những con người nghèo khó bần cùng mà người Do Thái quen gọi họ là Anawim trong dân Israel. Họ là những người bị áp bức, bị bắt bớ, những người bần cùng thiếu thốn, những người quá bùa mồ côi, những người tha phương. Họ cũng là những người khiêm nhường, luôn tuân theo ý định của Thiên Chúa. Tiến trình của Thánh Vịnh 70 cho chúng ta thấy, tác giả của Thánh Vịnh này là lời kêu xin của một cụ già. Trước sự tấn công của kẻ thù trong lúc tuổi đã xế bóng, ông cầu xin Chúa giữ gìn và bảo vệ tính mạng mình như Chúa đã gìn giữ ông từ thuở sơ sinh. Hơn thế nữa, ông cầu xin Chúa ban cho tuổi già hạnh phúc và sự sống niên trường. Thánh Vịnh 70 gồm có 24 câu được chia thành 4 phần. Phần nhập đề từ câu 1 đến câu 4 là lời kêu xin. Phần thứ 2, tác giả trình bày hoàn cảnh và tình trạng khốn cùng của mình. Phần thứ 3, tác giả trở lại với lời cầu xin. Phần kết của Thánh Vịnh khép lại với lời ca ngợi tình thương của Thiên Chúa. Thánh Vịnh 70 khởi đi với lời kêu khấn tràn đầy niềm hy vọng. Với niềm cậy trông vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh khẩn xin người thương giải cứu và ban ơn cứu độ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con, ghé tai nghe và thương cứu độ. Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ, khỏi móng vuốt phường nham hiểm và bọn dã man. Sau lời khấn xin tha thiết, tác giả giải bày tình cảnh và đưa ra lý do khiến ông chạy đến với Chúa. Ông diễn tả mối tương quan của mình với Thiên Chúa, một mối tương quan lâu bền. Ông tin rằng Chúa đã gìn giữ ông từ thuở sơ sinh đến tuổi thanh xuân, thì nay trong lúc tuổi già, ông hy vọng lại một lần nữa Chúa ra tay cứu giúp ông. Thế nên ông thưa với Chúa rằng, xin đừng sa thải con lúc tuổi đã xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn. Ông không dừng lại ở việc xin Chúa thương giải thoát ông khỏi kẻ thù, ông còn chúc giữ cho kẻ thù. Vì bị tấn công tư bề, nên trong lúc bần cùng, ông sinh lòng ghét kẻ thù, và ông còn muốn kẻ thù bị mang án, bị trừng trị và bị tiêu diệt. Sau những lời cầu xin xen với những lời chúc giữ, tác giả trở lại tán tụng Thiên Chúa và tiếp tục đặt niềm trông cậy vào tình Chúa yêu thương. Ông tin tưởng vào con đường công chính của Chúa sẽ chỉnh đốn tất cả những điều sai trái trên thế gian này. Thánh Vịnh kết bằng lời tạ ơn vì đã chứng kiến điều kỳ diệu mà chính Thiên Chúa đã hành động.
và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại, quả thật Ngài công chính. Vì những kẻ tìm cách gây họa cho con sẽ xấu hổ thẹn thùng. Thánh Vịnh 70 được đưa vào trong phụng vụ lời Chúa của ngày lễ vọng Thánh Gioan Tẩy Giả, thứ ba tuần thánh và Chúa Nhật thứ bốn thường niên năm C hôm nay. Thánh Vịnh này dạy chúng ta biết phải làm gì trong thời kỳ thử thách và đau khổ. Bí quyết tuyệt hảo là tin tưởng, cậy trông và phó thác toàn bộ cuộc sống trong sự gìn giữ và chở che của Thiên Chúa. Bởi thế, khi hát Thánh Vịnh này trước cộng đoàn Đức Tin, người ca viên dẫn đưa cộng đoàn đặc biệt đang đối diện với những thử thách và đau khổ đến gặp Chúa, và từng người sẽ thưa với Chúa rằng: con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Miệng con sẽ loan truyền ơn Chúa cứu độ. Miệng con sẽ loan truyền ơn Chúa cứu độ. Như núi con nương nhờ, lạy Chúa tựa thành lũy cứu độ con này. Vạn lạy Thiên Chúa, ôi núi đã thành lũy chở che cho thoăn tay đồng ác thù nhân. Miệng con sẽ loan truyền ơn Chúa cứu độ. Con vẫn luôn hy vọng vào Chúa, từ buổi xuân đã tin cậy Ngài. Từ hồi thơ ấu, con đã ném mình vào Chúa luôn, thay mâu tay Ngài đã chở che. Miệng con sẽ loan truyền ơn Chúa cứu độ. Công bố lòng trung thực của Chúa, tường thuật ơn cứu độ của Ngài. Từ hồi niên thiếu, ôi chính Chúa từng dạy dỗ con, xin mai giao truyền những kỳ công. Miệng con sẽ loan truyền ơn Chúa cứu độ.